nhiên là chị, không cần thiết cũng là chị luôn chị Như. Mà anh Giang đã dạy anh em mình sao Buka, làm gì làm nhưng không được hất đổ chén cơm của đồng nghiệp. Chị đã vi phạm luật nhân quả. Nhân quả. Bên tay trái của tôi là Khả Như, sinh năm 1987. Thôi thật vậy. 78. Hiện tại là đã trên hàng ba rồi. Và quê bà quê quán. Giới thiệu lại. Giới thiệu lại đàng hoàng. Như không có cọc để ta chọn mình nè. Đây là Khả Như. Tên trong khai sinh là Như Quỳnh. Ai biết dạ? Như Quỳnh nha, Như Quỳnh nha. Sinh ra và lớn lên ở ngã 7 Hậu Giang. Cô ta là con gái một. Hết rồi. Với tính tình hiền dịu, dễ thương. Ưu điểm. Dễ nuôi, dễ cưng. Khuyết điểm. Dễ quạo hay cọc hay trận thượng. Cho nên em nghĩ Mithy là cái sự lựa chọn mà nhiều người ta thích. Bản thân em cũng vậy, lúc trước em mê Mithy lắm. Ôi trời, con bé đầu cung quá. Hết rồi em. Sao dễ sợ? Hồi trước nói mê mèo. Có. Ủa, nói đàng hoàng, nói mèo hiền lành dễ thương, có của ăn của để. Của ăn của để dễ thương đúng không? Phải lo. Mèo không có dựng chuyện. Không có dựng chuyện. Rồi. 20 đến 39. Trời ơi, 20 đến 39 tuổi lớn rồi. Vậy thôi chị. Chị Khả Như. Chị Khả Như. Ở đây Khả Như là người luống tuổi nhất. Ê chị chấn cái dĩa vô lòng ngực em nha. Khả Như tuy lớn tuổi nhưng mà có thể giả được những cái giọng thiếu nhi. Giả coi. Mấy bạn nói như vậy nói đó. Dạ Khả Như đi ạ. Dạ Khả Như. Theo khảo sát, 150 đàn ông từ 20 tới 39 tuổi, đa số họ sẽ chọn bạn gái giống thành viên nữ nào ở chung cư, chọn ai đây? Trời ơi, quá dễ luôn anh. Bên tay trái của tôi là Khả Như, sinh năm 1987. 87. Thôi, gì vậy? 78. Hiện tại là đã trên hàng ba rồi. Và quê bà quê quán. Giới thiệu lại. Giới thiệu lại đàng hoàng. Như không có cọc để ta chọn mình nè. Đây là Khả Như. Tên trong khai sinh là Như Quỳnh. Ai biết dạ? Như Quỳnh nha, Như Quỳnh nha. Sinh ra và lớn lên ở ngã 7 Hậu Giang. Cô ta là con gái một. Hết rồi. Trời ơi. Với tính tình hiền dịu, dễ thương. Ưu điểm. Dễ nuôi, dễ cưng. Khuyết điểm. Dễ quạo hay cọc hay trận thượng. Trận thượng hả? Còn ở dưới là Buka Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, đến từ Đồng Tháp. Nhưng là nuôi hoài không lớn, mà em ba mấy tuổi mà nhộm đầu đỏ vậy trơn á. Ủa? Chừng nào em sáu mấy tuổi em nhộm đầu này thì anh nói em ô về. Ô về mà lý do tại sao nhộm đầu đỏ vậy? Còn bây giờ em còn tuổi trẻ, em còn sức khỏe. Vì sao nhộm đầu đỏ? Mấy đứa nhỏ thích. À, mấy đứa nhỏ thích. Còn đây là một người phụ nữ mà em nghĩ là ai nhìn vô cũng khao khát có một người bạn gái như thế này, đúng không? Nhưng mà không được đâu, khi mà đi với Khánh Vân á bị áp lực lắm, thật sự chiều cao quá. Em nghĩ trong số đẹp nữa, mà trong số bích mà hợp với Khánh Vân chỉ có một người thôi. BB Trần. Hải Triều nữa. À Hải Triều nữa. Hai người đó thôi, bởi vì chiều cao quá là cao. Em nghĩ cái người mà đàn ông mà thích nhất là Mithy thôi. Tại vì Mithy linh động lắm. Ủa ơi. Một cô gái rất dễ thương với đôi môi dưới hơi gợi cảm căng mọng. Đó. Tự nhiên, làng môi tự nhiên. Làng môi tự nhiên căng mọng. Quá trời. Lúc thì có thể cá tính, lúc thì có thể hip hop, và lúc có thể mặc váy thay đổi liên tục. Cho nên em nghĩ Mithy là cái sự lựa chọn mà nhiều người ta thích. Bản thân em cũng vậy, lúc trước em mê Mithy lắm. Ôi trời, con bé đầu cung quá. Bây giờ hết rồi anh. Hết rồi em. Sao dễ sợ? Hồi trước nói mê mèo. Có. Ủa, nói có. Đàng hoàng, nói mèo hiền lành, dễ thương, có của ăn của để. Của ăn của để, dễ lấy thương không đúng cần không? Phải lo. Mèo, không có dựng chuyện. Không có dựng chuyện. Rồi. Mithy hợp lý nhất của mọi người. Hợp lý đúng không? Em thấy là Buka hợp lý hơn chứ. Tại sao là Buka? Buka hát tối ngày. Ý là nếu mà một người đàn ông mà họ nhìn vô một cái kiểu mà cô gái, họ sẽ thích những cái kiểu mà nhỏ nhắn xinh xắn như vậy Buka vậy đó. Ý là anh lại mập. Không, ý là anh nói là nhỏ nhắn xinh xắn mà kèm cái đó nữa là Buka kiểu mà rất là hoạt bát, rất là gọi là nhoi hài hước này kia em đó. Em cũng có đầy đủ những ưu điểm. Ủa, nhưng mà anh Giang, nhưng ý của em là chị âm trì hay sao? Chị nè, như vậy em cũng có một bé là chị của em. Khoan, mọi người phải bình tĩnh. Chưa, mọi người phải bình tĩnh, em nói tại sao Buka là được dễ sự lựa chọn. Tại vì người ta nghĩ là cái gì mà nó dễ dớt nhất người ta sẽ dớt trước, hiểu không? Rồi những cái em dễ giải Buka. Không phải. Rồi, lựa chọn cuối cùng là em nghĩ là Mithy. Mithy là vừa ăn nhất, bởi vì kia là vừa chọn nhất. Vừa miệng. Đúng rồi. Còn Buka bây giờ em chúng ta nên nhớ khảo sát từ 20 tới 39 tuổi nha. 20 đến 39. 20 đến 39. Rồi, 20 đến 39 tuổi lớn rồi. Vậy là chị Khả Như. Chị Khả Như. Ở trong đây Khả Như là người luống tuổi nhất. Đúng rồi. Ê, chị chấn cái dĩa vô lòng ngực em nha. Khả Như tuy lớn tuổi nhưng mà có thể giả được những cái giọng thiếu nhi. Giả coi. Thôi mấy bạn nói như vậy nổi mình lắm cỡ lắm.
đó. Dạ Khả Như đi hả? Dạ Khả Như. Khả Như. Khả Như. Xin hỏi tin hay không ạ? Dạ em không tin. Nếu là em là em sẽ chọn ai? Nếu em chọn chị Buka. Vì sao em lại thích mấy đứa lóc chóc vậy? Lóc chóc. Vì sao em lại thích một cô bé hiền lành tử tế vậy? Em thấy một cái gì đó điềm đạm ở chị Buka mà. Điềm đạm thật sự. Tại vì đối với mọi người thì lên show nói chuyện thì em vậy thôi, chứ bình thường ở ngoài đời á em điềm đạm lắm. Em ở nhà ba mẹ em còn nói em trầm cảm luôn rồi kiểu. Ờ, trầm cảm khác thì điềm đạm chứ. Không, kiểu em không nói chuyện với ai hết. Rồi. Gia đình cô lập lắm. Đúng rồi đó, em nghĩ là Buka là hợp lý á. Và bây giờ tiểu phẩm chúng tôi xin phép được bắt đầu. Lên xem ơi. Em ơi đi trốn với anh mình đi đến nơi biển bạc núi xanh. Chạy chiếc xe cho em cầm kênh. Oh yeah, oh yeah. Thoáng đạt quá. Ở đây á, mà lỡ mà có con gì nó tấn công mình sao? Vậy bây giờ sao đây ta? Ý em ơi, đằng kia có cái miếu. Cái gì? Cái nhìn nó rõ ràng như vậy mà là cái miếu. Chứ cái gì mà nó u u vậy? Cái mùng. Biết không? Chứ cái gì? Trời ơi, biết sao là cái mùng? Chứ cái gì? Nó là cái liều. Vậy bây giờ mình vô trọng, mình ngủ đi nha. Ủa sao tự nhiên vô trọng? Mình phải đi khám phá chứ, chừng nào trời tối mình mới vô trọng chứ. Vậy hả? Ờ đúng rồi. Ủa trời, tự nhiên ở đây có cái hộp thần tiên. Wow. Mở hộp ra nào. Mở hộp ra. 2, 3. Wow. Tự tưởng tượng ra bất kỳ cái gì mà mình muốn và diễn với nó mới được vô liều ngủ nhé. Trời, có nghĩa là người chủ này đã để là bức tuyệt mệnh. Mình phải giải mã được cái bức này. Mình mới tìm được đường về. Đúng rồi. Có nghĩa là sau khi mình vô liều rồi mình mới được về. Tưởng tượng. Ê, gì vậy? Ướt rồi. Trời mưa. Mưa rồi, bây giờ sao? Em ơi, mưa rồi, vô liều đi. Hả, vô liều hả? Ừ. Ê, vô liều đi. Ê, cái liều này về có mình em vừa à? Không. Vậy bây giờ làm sao? Thì em vô chứ, ủa không lẽ anh không nhường em? Thiệt luôn á em, gì đâu á. Anh không nhường em. Anh bự anh phải chui vô liều. Không, em phải chui vô chứ, lỡ em ở ngoài con gì nó tha em rồi sao? Em nhỏ hơn anh mà. Liều gì kỳ cục, em nói thiệt với anh hả? Bao nhiêu người hả được bồ cưng chiều. Còn anh hả, nhiều khi em nói thiệt với anh đó rồi, em có bồ như anh á là có như không có. Bây giờ có như không có đúng không? Có như không có. Vậy thì thôi, chia tay. Chia tay. Rồi ta đi đây. Trời ơi. Trời ơi. Cái liều nó hợp với cái màu váy ghê. Wow, mình đi ngủ rồi. Em ơi. Cái gì? Em ơi, anh đi về rồi mà trời mưa lạnh quá, cho anh vô liều. Dạ. Chút được không? Dạ không. Đi mà. Hồi lúc đó em nói với anh rồi, em nói anh thay đổi tính tình đi, là lúc nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Mà anh không thay đổi tính tình nên bây giờ anh đi về đi. Thôi Như ơi, cho anh gần em thêm chút nữa đi. Không. Hồi đầu giờ á chỉ có cho em gần anh thêm chút nữa thôi. Lần đầu tiên em mới nghe anh nói câu đó đó. Vậy hả? Vậy bây giờ cho anh vô liều nha. Không. Anh hứa anh sẽ yêu thương em. Anh hứa chỉ là lời nói dối thôi. Anh sẽ không hạch sách em nữa. Anh hạch sách em suốt. Để cho vô chung với. Không. Cho vô chung với. Không. Cho vô chung không. Với. Không. Trời ơi, rách liều, rách liều. Hey. Trời ơi. Thiệt á. Anh vô nghĩa quá, anh làm gì? Anh rung cho mũi nó đựng ngu anh hả? Rồi. Cảm ơn rồi, chân chân. Bây giờ em chọn anh Lê Dương Bậu Lâm. Chuẩn bị vòng thứ nhất xin được phép bắt đầu. Trời ơi trời, câu này chắc không nhớ đâu nha. Khi được hỏi về cảm xúc đối với chính nghệ sĩ ở chung cư của Chọn Ai Đây mùa 1 thì Khả Như đã nói gì? A, nhạt nhẽo. B, không cần thiết. Và C, xàm. Ây da. Là Khả Như nói đó hả? Khả Như nói. Khả Như nói tụi mình hả Buka? Ủa Như vậy. Ủa mà tại sao Khả Như lại nói mình được như vậy? Đúng rồi. Tức là có một cái tập anh hỏi là cảm nghĩ của em về các nhân vật ở đây như nào, thì Khả Như có nói một câu ngắn gọn. Em nhớ
rồi. Cái tập đó là Khả Nhân đứng ở dưới đó đúng không? Xong rồi tụi mình trên này nè, Khả Nhân có nói một cái câu gì mà tụi mình vỡ òa cả chung cư á. Đúng rồi, mà em thấy ba cái câu đó không thích hợp tụi em mà thích hợp chị Khả Như hơn. Tam là chị, vô duyên là chị, không cần thiết cũng là chị luôn chị Như. Chị sao vậy? Anh Giang hả? Ra đứt đoạn đầu đài á. Bữa nay ai chọn em thì chọn ở đây nha, tại vì em đi đuổi khỏi chung cư. Cái hành động của chị hồi 11 á là chị đâu nghĩ là mùa 2 chị ở đây đâu. Ồ. Bây giờ là chị nhận hậu quả đó. Giống phim bao công quá hả? Ủa Buka, hình như là có anh với em là 11 rồi đúng không? Đúng rồi, giờ chỉ còn hai anh em chúng ta. Rồi đó. Em nhớ câu đó. Câu gì em? Không cần thiết. Không cần thiết đúng không? Câu này sau khi có kết quả em muốn giải thích. Chị Như tại sao chị lại nói như vậy chị Như? Đồng nghiệp không mà nói nhau. Đồng nghiệp không mà như vậy. Mà cái này là chén cơm của người ta mà lại nói người ta không cần thiết. Đúng rồi. Nặng quá. Sống vậy quá à. Mà anh Giang đã dạy anh em mình sao Buka? Làm gì làm nhưng không được hất đổ chén cơm của đồng nghiệp. Chị đã vi phạm luật nhân quả. Nhân quả. Nhân quả. Bây giờ chị phải lãnh hậu quả. Gì đâu vậy chị ơi? Anh Giang nói là anh em nghệ sĩ có bao nhiêu người đâu. Đúng rồi. Biết yêu thương nhau. Mà bây giờ chị nói mọi người như vậy. Duy Khánh đã từng nói học lại môn gì? Đạo đức. Anh Giang chuyện vô duyên có thể chấp nhận được. Chuyện không mắc cười thì từ mắc cười. Nhưng đạp đổ chén cơm của đồng nghiệp là vi phạm luật nhân quả. Chưa, em chưa. Chưa. Dạ chị vô đây chị Như, chị vô đây. Khả Như còn hết. Dạ hết. Xin lỗi anh em. Bây giờ thấy cần thiết hay không? Em thấy người không cần thiết là chị đó. Em cần. Chị là người diễn mà tiên tri. Chị lớn rồi mà chị diễn biết trước. Diễn của chị nó bị ngoại hình lắm. Chị không có tâm lý bên trong. Thầy dạy chị sao? Diễn là phải diễn tâm lý. Tâm lý. Tâm lý sao Buka? Mình phải là có những đơn nguyên. Đơn nguyên tưởng tượng. Tưởng tượng. Phán đoán. Phán đoán. Cảm nhận. Cảm nhận. Cái lượng nha. Quyết định. Quyết định. Và hành động. Hành động. Chị không có suy nghĩ, chị hành động liền. Chị diễn chị không có tâm lý bên trong. Chị hay ngoại hình, chị hay chạy chạy. Chị nhớ không? Đúng không em ơi? Mỗi lần mà không mắc cười là... Ủa diễn cái gì vậy? Hả? Đến chị thôi. 40 tuổi đầu là không ai diễn như chị hết á. Cái gì á cũng có lỗi lầm. Bây giờ mình đứng lên mình xin lỗi người ta chứ mình không phải ngồi hoài. Kính thưa đại chúng. Kính thưa chung cư chọn ai đây mùa 1. Kính thưa chung cư chọn ai đây mùa 1. Kính thưa anh Trường Giang. Kính thưa anh Trường Giang. Kính thưa cái người chơi của mình hôm bữa nữa. Kính thưa anh Vũ Hà. Nhớ luôn á, kính thưa anh Vũ Hà. Em hôm đó em mất ngủ. Sáng thức dậy em đi làm em cảm thấy mệt mỏi. Nên em có những lời lẽ không tỉnh táo, lúc mê lúc sảng. Còn bây giờ em tỉnh táo rồi. Em cảm thấy chung cư chọn ai đây giống như là oxy gì đó không thể không có trong cuộc sống này. Có cần thiết không ạ? Rất cần thiết ạ. Mọi người ở đây có khùng không? Mọi người ở đây rất tỉnh táo, không có ai lúc mê lúc sảng hết. Có ai xàm không? Không có ai xàm hết, mọi người rất đàng hoàng. Em hứa từ đây về sau không có nói như vậy nữa. Chị đã vi phạm cái gì? Vi phạm đạo đức và luật nhân quả. Em hứa từ đây về sau không nói bậy nói bại nữa. Rồi, tha lỗi cho tha đứng lỗi lên. Đó, đứng lên. Còn cái hứa nữa, em phải hứa. Vậy đó. Không được diễn ngoại hình nữa. Đủ nguyên đơn. Mỗi lần diễn không mắc cười, diễn lại cho tôi. Diễn đủ nguyên đơn trong trường lớp dạy. Nói lại ngoại hình. Nói ngoại hình. Nói lại ngoại hình. Rồi, đi lên. Đi lên đi. Hứa. Đi lên. Và đáp án cuối cùng của em là giữa là không cần thiết. Thiết. Nhớ mãi suốt đời. Ghim à, ghim, ghim, ghim trong tim. Không cần thiết là đáp án cuối cùng của Lê Dương Lâm. Xin hỏi, tin hay không ạ? Em tin nè. Đúng rồi, phải tin thôi. Câu chuyện nó thật như vậy mà em còn không tin nữa thì trời ơi, diễn một cái tiểu phẩm dài như vậy rất là mệt luôn. Tiểu phẩm vừa rồi đã tốn của chương trình hết 20 phút rồi. Tin Lê Dương Lâm là lựa chọn. Hãy cho mỗi cảm xúc về những người nghệ sĩ của chương trình này. Dạ không cần thiết. Không cần thiết. Thưa quý vị, không cần thiết là cái từ mà Khả Như dùng cho các nghệ sĩ ở đây. Chính xác. Yeah. Em nhớ lúc đó là mấy bạn đã chửi em là sắp mặt ở trên đó rồi. Mà không ngờ hôm nay ký ức lặp lại mấy bạn chửi y chang như vậy. Thật ra là em không nhớ câu đó đâu. Nhưng mà tại vì anh đọc qua ba đáp án á, em mới nhớ là chữ không cần thiết á. Tại đúng vì rồi. Chữ không cần thiết hay nằm ở cửa miệng Khả Như lắm. Một dấu O đầu tiên dành cho Thành Đạt, xin chúc mừng. Yeah. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON.